Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về công cụ Snap ở trong Medibank ha. Cái công cụ Snap này nó sẽ hiện lên đầu khi các bạn chọn Brush Tool hoặc là Eraser Tool. Thì nó giống như là một cái thước kẻ vậy á. Nó sẽ giúp cho các bạn kéo những cái đường nét thẳng hoặc gì đó ở để giúp vẽ background nó dễ dàng hơn, hoặc là các đường speedline. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ như ở đây nó có những cái đường xiên, kéo trục dọc, trục ngang, kéo điểm tụ dàn điểm theo tùy ý mình. Và cái này là kéo điểm tụ về giữa trên truyện hay sao đó. Các đường tròn đồng tâm, và cái này để vẽ mấy cái đường cong cong uốn éo tùy ý mấy bạn. Bây giờ ở đây mình có sẵn một cái trang truyện, thì cái này nó mới là sketch thôi. Thì giờ mình sẽ dùng cái công cụ Snap để vẽ thử các bạn coi. Trước tiên là mình sẽ tạo một cái layer mới. Giờ mình sẽ để cái layer sketch nó ở opacity nó thấp hơn, như vậy nó sẽ dễ nhìn hơn. Thì mình sẽ lựa cái snap này để mình kéo cái điểm tụ theo đúng ý của mình. Các bạn không cần nhất thiết là phải kéo dính lại với nhau, mà chỉ cần kéo hai đường thẳng nào đó theo như ý định ban đầu thì nó sẽ tự động kết dính lại thành một cái điểm tụ. Như vậy thì các bạn cứ tiếp tục vẽ thôi. Nhưng mà có nhiều lúc thì cái điểm tụ đó nó không đúng như mong muốn của mình, nên là các bạn cứ vẽ đại trước đã, khoảng một hai đường gì đó. Bây giờ mình xài công cụ G-Pen để mình đi nét ha. Mình sẽ chỉnh về khoảng 7, 8 thì mình thích nét nó hơi mảnh mảnh một chút. Các bạn đi khoảng một hai nét gì đó để coi coi nó có đúng ý định ban đầu của mình không. Vậy là không đúng rồi. Nếu như mà không ý định ban đầu thì không sao, tại vì cái tiện lợi của vẽ máy đó, các bạn có thể thao tác lại một cách là bạn undo mấy cái nét này, sau đó lựa chọn lại cái snap khác bằng cách là nhấn vào cái răng cưa để mình xác định lại cái điểm tụ. Tức vào đây. Rồi sau đó sau khi các bạn click vào thì mình sẽ lựa lại hai đường tụ khác, thì mình nghĩ là mình sẽ kéo xuống ở đường dưới này nó sẽ đúng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi thử lại. Nè, đúng ý mình rồi ha. Nên bây giờ mình sẽ rất là thoải mái, mình cứ kéo như vậy thôi, nó sẽ đúng về cái ý định ban đầu của mình. Thì trong khi các bạn sử dụng Snap thì các bạn không cần lo lắng gì hết, tại vì các bạn có kéo lệch đi đâu thì nó cũng về đúng cái đường đó, nó như một cái thước mà. Bây giờ là xài mình sẽ dùng cái trục dọc và trục ngang. Các bạn thấy đó, nếu như mình có kéo đi, thật ra ở ngoài tay mình nó đang kéo xéo xéo đó, chứ nó không có kéo thẳng hay ngang gì đâu. Nhưng mà ở trên máy nó luôn luôn hiển thị là đường thẳng, đường ngang, tại vì nó đã có công cụ Snap hỗ trợ rồi. Nếu như các bạn nào mà có Wacom thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều trong việc vẽ vời ở đây. Tại vì Wacom nó có cái hỗ trợ lực, nên các bạn sẽ thấy mình có thể kéo nét thanh, nét đậm bằng cách là nhấn thả lực cổ tay. Như vậy nó sẽ tiện hơn khi mà các bạn đỡ phải điều chỉnh cái brush hơn. Nếu như các bạn có chuột thôi thì cũng không cần phải lo, thì nó cũng sẽ có cái brush riêng dành cho chuột như ở trong Pentool vậy. Ở đây mình cần một cái đường xiên nên mình kéo cái đường xiên này về. Nếu bạn nào quen tay rồi thì chắc là sẽ đỡ tốn thời gian hơn mình, tại vì mình chưa quen lắm nên mình cứ vẽ đại như vậy, xong rồi mình sẽ lấy tẩy xóa bớt đi, đi nét lại cho nó chính xác hơn. Căn bản như vậy đã xong thì mình tắt cái snap đi và để cho nó đừng có bị ảnh hưởng nữa, và đừng có một cái đường line căn bản. Giờ mình dùng eraser tool để mình xóa bớt mấy cái nét thừa. Sau khi xóa và chỉnh sửa các nét thừa này thì các bạn sẽ có một cái đường line căn bản của trang truyện rồi. Thì lúc đó các bạn có thể tiếp tục là bỏ tone
vào trong đó, hoặc là dán các screen tone pattern gì đó tùy ý để cho trang truyện nó hoàn thiện. Rồi. Đây là một cái background rất là đơn giản, hình vẽ rất là nhanh trong vòng khoảng 5 phút là xong rồi ha. Sẵn mình giới thiệu các bạn luôn, trong cái brush tool ở của Medibang nó có cái phần là correction, nó giống như trong Pentoside vậy. Thì nó có các số là từ 0 cho tới 19. Ở đây là 19 là cao nhất và 0 là thấp nhất. Thì cái 19 này sẽ giúp cho bạn đi nét nó chắc hơn và nó đỡ bị rung hơn. Đây mình thí dụ, đây là mình lựa 19 ha. Kéo một cái đường các bạn thấy nó rất là chậm, mặc dù bút mình đã chạy trước rồi. Chính vì vậy nên nét của các bạn nó nhìn nó chắc hơn rất là nhiều, không bị rung. Còn nếu như từ 0 đến 1 thì nó khá là thoải mái. Nếu bạn kéo như đi đâu thì nó sẽ đi đó. Cái này là dùng cho Wacom thôi. Nhưng mà những bạn nào mà có skill level cao thì các bạn sẽ xài cái này tiện hơn. Mình đi thử các bạn coi để sự khác biệt nó như thế nào. Đây là từ 0 đến 1 thì các bạn thấy là mình đi nét khá là rung. Còn nếu như mình lựa tới 19, nét nó sẽ chắc hơn và bớt rung hơn nhiều. Nhìn tranh nó sẽ gọn và đẹp hơn. Nếu như bạn nào mà có sử dụng Pentoside rồi thì sẽ biết đến tính năng này ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.